xin chào cô chú anh chị ha. Chúc cho cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ha. Thì bây giờ hiện tại là đang vô mùa mưa rồi, cho nên là cái việc đi lại á, trong công việc hoặc là làm ăn hoặc là đưa đón con đi học cần cái xe để mình di chuyển nha anh chị. Thì cho nên là giá tiền nào bên em cũng có hết, quan trọng cái tài chính của mình là bao nhiêu thôi. Nếu đủ điều kiện mình có thể là mua những chiếc xe tốt hơn, đẹp hơn, còn nếu như tài chính mình thấp thì mình có thể là chọn những chiếc xe giá phù hợp. Còn khi nào anh chị cần nâng đời hoặc là lên đời, anh chị cứ alo trong đây, bên em sẽ coi như là đội bù hợp lý cho anh chị luôn. Hai số hotline của bên em, em đọc. Hiện tại hai số hotline bên em là 0777 55 2222 và 0988 111 554 anh chị. À, anh và anh chị là cứ kết bạn Zalo nha, rồi bên em sẽ gửi hình ảnh đây. Bây giờ mời anh chị đây. Yeah. À, mà hiện tại bây giờ là bãi xe em thì hiện tại đang rất còn trống rất là nhiều, cho nên anh chị nào mà đang có xe mà không có sử dụng đến, alo cho anh em, bên em sẽ tới tận nhà thu mua luôn anh chị. Và cái giá hợp lý nhất cho anh chị, nếu chiếc xe đó đạt chuẩn đẹp thì em sẽ mua giá cao nhất thị trường cho anh chị luôn. Thì đây, mời anh chị mình đi sơ một vòng đi, rồi em sẽ báo giá toàn bộ xe cho anh chị mình tham khảo ha. Cũng được anh chị yêu mến cho nên là đã ủng hộ xe bên em rất là nhiều, em cũng cảm ơn rất là nhiều đó, cho nên là cần nhập xe nhiều. Bây giờ mình sẽ quay từ bên trong này quay ra đi. 4 chỗ 7 chỗ nha anh chị, đều có đủ hết, quan trọng là gia đình mình hợp với mẫu xe nào và dòng xe nào thôi. Ví dụ như Innova này nè anh chị. Đó. Mấy cái dòng Innova cực kỳ thích anh chị, và cũng là được anh chị ủng hộ bên Pháp Anh rất là nhiều. Tại vì dòng này hầu như là cái gì cũng có hết, rộng rãi cũng có, mà giá tiền phù hợp, kèm theo đó chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa nó dễ đó. Hiện tại đây là chiếc Innova phơm dáng mới nè anh chị, và xe số sàn đang được bên em bán với giá là 325 triệu. Lý do thì đây là xe trước đó có chạy dịch vụ nên mình thu giá mềm, mình bán giá mềm cho anh chị để anh chị mình có một chiếc xe phù hợp với tài chính mà để đi phục vụ công việc hay là gia đình anh chị ha. Đó. Còn nói về cái vấn đề mà cái dòng mà xe mà trước đó có chạy dịch vụ thì anh chị mình biết rồi, em cũng chia sẻ video rất là nhiều cho mình. Không phải xe chạy dịch vụ nào là cũng tệ hết anh chị. Nè, chất lượng xe bất kể chiếc xe nào từ 30 triệu hay là 300 triệu hay là 500 triệu về bên em là đều được kiểm tra hết. Đó, kiểm tra đầy đủ cho anh chị mình. Và xe 2016 phơm dáng mới anh chị ha. Mâm vỏ nè, còn rất là đẹp luôn. Giá thì em dành cho anh chị mình kiếm một chiếc xe đời cao mà giá mềm, đi gia đình, kèm theo đó kết hợp dịch vụ địa phương, giá thì 325 triệu, mà anh chị lên kiểm tra xe đi, ok hết rồi, em cam kết bảo hành và có bớt lọc thêm xe cho này. Thì đời 2011 anh chị ha, đang được bên em bán với giá là 360 triệu. Ở những chiếc xe này nè anh chị cứ lên đi kiểm tra phù hợp, chốt xe em hỗ trợ, em cân đối, em bớt lọc thật là mạnh cho anh chị mình luôn. Về các cái chi tiết của xe và nội thất xe thì những xe này là hầu như tất cả xe đây là đều được bên em chia sẻ clip chi tiết cho mình hết rồi anh chị. Nên anh chị mình á mà đang quan tâm về cái dòng xe đã qua sử dụng mà đã theo dõi bên em nhiều, anh chị có thể là bấm đăng ký kênh hoặc giả là nói chung á là có thời gian cứ đến bên em để cùng bên em trải nghiệm. Xe là xe nào cũng quay chi tiết hết. Còn nói về cái chất lượng thì bên em luôn luôn có cam kết và bảo hành với anh chị mình. Và cái thứ hai nữa là bao quay đầu, để lỡ mà anh chị đi á, mà gia đình mình lúc đầu xác định đi 5 chỗ nhưng mà sau này muốn lên 7 chỗ, 8 chỗ cho nó rộng rãi thoải mái, thì bên em vẫn thu xe và hỗ trợ cho anh chị mình có một chiếc xe như ý. Anh chị mà thấy phù hợp cứ đến để trải nghiệm xe ha. Đó, Hyundai Sonata này anh chị thì đời 2011, giá là 360 triệu và hiện tại em còn Hyundai Sonata đời 2010, giá 350 triệu. Đó, thấp hơn một đời thì giá trị xe sẽ thấp hơn. Còn về cái chất lượng á thì xe về là mình đã kiểm tra hết rồi anh chị, nên anh chị mình yên tâm ha. Chi tiết cái xe là tuy 2010 nhưng mà là xe nhập anh chị ha. Cái dòng Sonata này là xe nhập nên từ cái thiết kế phía trong anh chị thấy ghế da là còn ghế da zin, rồi xe là trang bị là cửa sổ là full luôn, kèm theo đó là 8 túi khí an toàn, hệ thống số tự động, động cơ 2.0 giúp mình vận hành mượt mà, đi gia đình là thoải mái. Còn anh chị nào mà đang mà làm kinh doanh á, bên cái lĩnh vực mà vụ như là ký kết hợp đồng đồ bất động sản hay gì á, kiếm một chiếc xe như thế này đi sẽ thích hợp hơn. Tại dòng những dòng này là hồi xưa là dành cho đẳng cấp của doanh nhân đó anh chị. Đó, 2010, 350 triệu anh chị ha, Sonata. Hiện tại á là Sonata em còn đến 3-4 xe lượng, cứ liên hệ cho em qua cái hotline, em sẽ tư vấn và chi tiết về xe hơn nữa. Rồi, Fortuner anh chị ơi, Fortuner hiện tại là bên em, bãi bên em cũng đang có đâu khoảng 5-6 xe gì luôn, từ 2007 cho tới 2012, 2013. Thì để phù hợp với cái giá tiền anh chị mình tìm kiếm,
Hiện tại là chiếc xe này nè anh chị, là đời 2012 anh chị ha, Fortuner, máy xăng, tự động 2 cầu. Đó, đang được bên em bán với giá là 380 triệu. Những dòng này có quá là nhiều video chia sẻ cho anh chị mình là cực kỳ thích hợp đi gia đình. Nếu gia đình mình á mà kiểu như là quê ở xa, hoặc những cái khu vực mà đường đèo dốc nào á, hoặc là kiểu như là hồi xưa là mình lập nghiệp ở thành phố đi, mà lâu lâu mà thỉnh thoảng mình cần chiếc xe mà đi du lịch ở xa, hoặc là đi về quê xa đồ thăm quê đồ á, thì có thể tìm hiểu những dòng này. Tại vì cái vấn đề duy nhất á là chiếc xe này là máy xăng. Em hay chia sẻ với anh chị mình là để đi gia đình thích hợp thì động cơ nó mạnh lắm anh chị, 2.7 lực, anh chị thấy không, hầm hố nè, rồi gầm bệ đồ cao, mà xăng 2 cầu nữa, nên anh chị đi cái cung đường nào cũng được hết á. Xe thì nói chung là rất là nhiều loại xe, cho nên là anh chị nào mà cần xe gì anh chị cứ comment bên dưới đi, rồi em sẽ quay chi tiết cho anh chị mình cùng tham khảo coi là được thì mình lấy ha. Đây chiếc bên này cũng vậy nè, Innova. Innova này được có cái là động cơ 2.0 và nó là một cái phân khúc 8 chỗ rộng rãi, cho nên là đi gia đình cũng khá là thích hợp anh chị. Tuy là nó hơi hao xăng một chút xíu, nó cũng là khoảng là 10 lít xăng trên 100 cây, nhưng mà được có cái là rộng rãi nè. Và máy móc cũng bền. Và dàn lạnh thì anh chị thấy rồi đó. Mấy cái xe này thì hai dàn lạnh hết, cho nên là đi rất là, phải nói là rất là mát. Ok. Rồi anh Minh ơi, em biết rồi, 2016 form mới, tí xíu nữa thôi, 3 phút nữa thôi em quay cho anh xem chi tiết về xe đó luôn anh chị ha. Tất cả các xe nha, bên em sẽ là bao rút hồ sơ nè cho anh chị nè. Thứ hai là bảo hành máy nè, và máy móc và gầm bể thì bên em đều bảo dưỡng hết kỹ càng cho anh chị rồi. Anh chị chỉ có việc lấy về và đi thôi. Còn ví dụ như anh chị khi mà lên xem xe á, mình cứ test xe thoải mái luôn. Và cứ thứ hai, những cái vấn đề nào mà anh chị thấy cảm thấy chưa hài lòng ha, anh chị cứ nói bên em thì bên em sẽ làm một chiếc xe tuyệt vời cho anh chị. Cái xe này được sản xuất là năm 2015 nha anh chị nha, giá là 355 triệu. Đó, vừa đi gia đình đi, có thể là kết hợp kinh doanh, ai kêu mình có thể là chạy kiếm thêm thu nhập để ok hết anh chị. Đó, form dáng mới, mặt ca lăng lớn, đẹp. Rồi, tiếp tục qua bên này. Đó. Tất cả các xe thì bên em hiện tại là có clip chi tiết hết rồi nha. Còn bây giờ là em quay trực tiếp như thế này là quay nhanh thôi, báo giá nhanh để cho anh chị mình tham khảo hết tổng bài cái xe thôi. Cho nên là anh chị nào mà cần xe nào cứ alo cho bên em, bên em sẽ gửi hình ảnh và tư vấn cụ thể từng chiếc xe một cho anh chị mình tham khảo. Đó, xe như thế nào, chủ trước chạy ra sao thì bên em đều là coi như là nói rõ hết để cho anh chị mình ha. Dạ, chiếc xe Innova Innova mà biển số 81 anh Ngọc vừa chia sẻ với anh chị mình á, là đời 2015 anh chị ha, xe số sàn, là xe không có trải qua dịch vụ luôn anh chị ơi. Đang được bên em bán với giá là 355 triệu đó anh chị. Đó, cũng là Toyota nhưng mà đây là một chiếc Vios đời nhiêu ta? Xe này thì đời 2017 anh. Dạ. Đời 2017 này á, anh chị mà thành phố Hồ Chí Minh này mình muốn chạy ráp ha, mình cũng có thể là chạy ráp được. Còn anh chị mà muốn một chiếc xe nồi đồng cối đá bền bỉ dòng xe quốc dân thì mình cũng có thể là lấy chiếc này mình đi. Tuy là form dáng thì nó không có được sang trọng cho lắm, nhưng mà được có cái là anh chị biết sao? Bền, rất là bền. Và tiết kiệm nhiên liệu, dòng này chỉ có khoảng là 7 lít xăng trên 100 cây thôi. Giá bao nhiêu rồi đời? Dạ. Hiện tại thì xe đời 2017 anh chị, đang được bên em bán với giá là 315 triệu cho anh chị mình luôn. Đó, đăng kiểm là mới luôn, dài hạn luôn á. Đó, mới vừa mưa xong luôn anh chị. Đó, mà bây giờ mà tuyệt vời nhất á, là những cái tháng này nè, gia đình mình có một chiếc xe đi mà trước mắt là để che nắng che mưa, sau đó chở người thân đi du lịch mấy tháng hè này là tuyệt vời nhất luôn. Nên rồi, tiếp tục qua bên này đi. Đi qua luôn. Innova form mới nè anh Minh ơi, 2016, xe số sàn, đang được bên em bán với giá là 425 triệu anh Minh ha. Đó, đây, mời anh Minh và anh chị xem form mới nè, nội thất phía trong là còn rất là đẹp luôn. Innova hiện tại là bên em còn từ đời 2006 cho tới đời 2016 luôn anh chị ơi. Giá tiền thì đâu đó là hơn 200 triệu một tí xíu à. Giờ anh chị mình ai mà thích Innova, ví dụ như tài chính mình có bao nhiêu, cứ chia sẻ cho bên em qua cái số hotline đi, em sẽ tư vấn cho anh chị mình. Và tất cả các xe đời 2006 hay 2016 đều có kiểm tra, test, có cam kết bảo hành đầy đủ cho anh chị mình hết. Đó, anh chị nào mà thích Innova mà form mới thì có thể là chọn dòng này anh chị. Form mới, mẫu mới, đời thì 2016. Form dáng rất đẹp ha. Đó, bền bỉ. Đó, siêu bền, siêu lành tính. Đó. Rồi tiếp tục qua bên này. Đó. Hai chiếc Rondo. Đó. Cái xe này thì hôm qua em có quay clip rồi. Thì anh chị vô trong cái kênh ha, mình xem hai cái clip của xe này. Đó, có clip trực tiếp luôn rồi.
tầm 100 được mẫu nào anh? 100 dạ. triệu mình có xe gì? Em không biết là anh đang tìm dòng xe mấy chỗ, anh cứ chia sẻ cho em đi anh. Hoặc giả là anh chị mình á theo dõi cái phiên live này nè, mà anh chị mình chưa gặp được một chiếc xe vừa ý á, thì cứ liên hệ cho em qua cái số hotline đi. Em cam đoan á, chắc chắn sẽ có xe vừa ý cho chị mình. Còn nếu á anh chị mình mà thấy xe nào phù hợp, chụp hình biển số xe lại và liên hệ cho em đi, em tư vấn chi tiết và cụ thể hơn. Còn hai cái chiếc Rondo này nè, hôm qua anh Ngọc mới chia sẻ là có quay một cái clip rồi anh chị. Những cái dòng này nè em thấy đi gia đình là cực kỳ thích hợp luôn. Sang trọng, nội thất phía trong thì cực kỳ ấn tượng và option đầy đủ cho mình đi gia đình luôn anh chị. Hai chiếc Rondo này sao, bằng giá nhau không? Dạ, xe này á thì đời 2017 anh, giá mềm mương tí xíu, 345 triệu. Được bảo hành cam kết rồi bao rút hồ sơ gốc đầy đủ mà còn bớt lọc nữa. Còn xe này thì 2019 anh chị, giá là 380 triệu. Đó, anh chị mình mà tài chính hơn 300 một tí xíu thì tìm hiểu cái dòng 2017 mình đi. Còn mà dưới 400 một tí xíu thì đi cái dòng 2019 cho đời cao hơn một tí anh chị ha. Anh kêu là có xe nào tầm 300 không anh? Ồ, xe mà tầm giá 300, lanh quanh 300, rất là nhiều dòng xe luôn. Anh cứ thử xem hết cái video này coi, coi có cái mẫu nào mà hợp với anh không anh? Tại vì cái tầm tiền đó, là tài chính đó là khá là nhiều cái dòng xe để mình lựa chọn. 7 chỗ cũng có mà 4 chỗ cũng có. Xe nhiều lắm nha anh, tới miền Tây ơi. Đó. Chung xe bên ngoài mới mưa xong anh chị, nên sáng nói mỗi buổi sáng là anh em đều lau chùi hết, nhưng mà mới mưa xong hơi có bụi. Mà cái khoản nào em không dám đảm bảo, chứ cái khoản mà làm đẹp xe anh chị cứ lên chốt đi. Ví dụ cảm thấy mà xe nó không được mượt mà chốt xe, em bắt nguyên con xe lại cho anh chị mình luôn. Mở, cứ mở cái cốp sau ra cho anh chị mình xem cái cốp sau. Cái xe này là một cái dòng xe 7 chỗ nha anh chị. Nhưng mà có cái là cái 7 chỗ của cái dòng này nó dạng như là 5 cộng 2 nữa. Cho nên là lần sau nó hơi chậm rồi, cho anh chị xem. Nó thuộc cái phân khúc là 5 cộng 2 anh chị. Cho nên lần sau này nè, cái ghế, hai ghế lần sau này nó hơi chậm chút xíu. Tuy vậy nhưng mà em thấy cái thiết kế nó sang trọng anh. À. Mấy cái dòng này đó, giá tiền mà loanh quanh hơn 300 triệu mà mình kiếm đi gia đình. Nếu mà như mình tìm cái xe mà 5 chỗ mình đi thì mình đi cái này đi, nó rộng hơn đúng không? Dạ. Nó cao ráo, rộng rãi, thoải mái và cái form dáng nó đẹp. Thiết kế mỗi xe nó sẽ thiết kế khác nhau hoàn toàn hết, cho nên là anh chị nào mà hợp cái màu nào, hợp với cái mẫu xe nào thì liên hệ. À, có anh này anh kêu là anh Thái Minh. Anh Thái Minh thì đây cái chiếc này nè, đăng ký ráp chạy được. Thứ nhất á, là đời cao. Thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này máy có 1.5 thôi, mức tiêu hao nhiên liệu cao lắm là cỡ là 8 lít đổ về thôi anh chị. Còn cái Innova thì máy 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là phải từ 9 đến 10 lít, cho nên nó hao hơn cái dòng này. Đó, dòng này cũng là 7 chỗ luôn. Suzuki Ertiga, máy 1.5 anh chị, nhập Indo. Được sản xuất là năm 2021 nha, giá chỉ có là 395 triệu thôi. Xe trang bị là hộp số sàn. Anh chị ơi, hiện tại cái dòng mà Suzuki Ertiga là hiện tại là bên bãi xe bên em là đang còn hai xe luôn chị. Xe này thì đời 2021, giá là 295 số sàn, và em còn một xe đời 2022. Nên anh chị mình ai thích tự động có tự động, ai thích số sàn có số sàn. Cái này thì đời cũng là Suzuki luôn, nhưng mà Suzuki Ertiga anh chị ha, đời 2022 lận, đâu đó là mới có một năm mấy thôi anh chị. Đó, đang được bên em bán với giá là 380 triệu. Đó, một xe 21 thì 395 triệu và một xe 22 là 380 triệu anh chị ha. Có anh Linh Công mình hỏi là có Accent nào số sàn không ạ? Mình còn Accent không? Dạ hiện tại Accent thì mình số sàn thì mình đang hết xe Accent luôn anh. Mình còn Vios và City nè, rồi K3, rồi Forte, rồi nhiều lắm anh chị ạ. À. Nhưng mà Accent á là anh chị biết những cái dòng xe đó được ưa chuộng cực kỳ luôn. Nên hầu như á là cái người dùng mà chia sẻ xe cho mình rất là ít anh chị. Về chiếc nào là được anh em tin tưởng rồi đến là chốt xe ngay giờ luôn. Nên đâm ra rất là ít xe. Thì anh chị mình á mà quan tâm tất cả cái dòng xe á, mà đã chưa đăng ký kênh bên em, đăng ký kênh đi. Có xe mới về là em quay video chia sẻ nóng hổi cho anh chị mình luôn. Xe thì bên em là về liên tục nha. Anh chị cần cái mẫu xe nào á, anh chị mình cứ đăng ký kênh đi, 2-3 bữa là sẽ có xe cho anh chị liền. Hoặc là anh chị cứ nhắn tin cho bên em đi, bên em nếu có xe là coi như là sẽ gửi hình ảnh cho anh chị mình tham khảo. Anh chị đang xem là một chiếc Honda ha, Honda City. À, đây là City anh chị nha. Honda thì được có cái là thiết kế khá là thể thao và đẹp. Dòng này là nó có hai phiên bản. À. Dạ, con xe mà anh chị đang xem là Honda City anh chị ha. Và
Anh Ngọc vừa chia sẻ là có hai bản, thì xe này là bản CVT đời 2019 số tự động, đang được bên em bán với giá là 380 triệu cho anh chị mình. Đó, kiếm một chiếc xe đi gia đình ha. Rồi ví dụ như anh chị nào mà ở nhà mình ở nông thôn, ở địa phương mà xe đi gia đình thì đẹp rồi. Nhưng mà rảnh rỗi ví dụ như có đám tiệc cưới hỏi đâu nè, em ra chạy xe hoa thì những cái mẫu này cực kỳ thích hợp cho mình luôn. Giúp mình có thêm chi phí là lâu lâu mình thay nhớt, mình bảo dưỡng rồi mình đi đăng kiểm đâu ha anh chị. Còn K3 nhiều quá, quay K3 để cho anh chị cái ai mà thích K3 á, cứ lên đây tìm hiểu xe đi, rồi bên em cân đối bớt lọc phù hợp nhất có thể cho anh chị mình luôn. Đó, K3 hiện tại là màu đỏ, là em còn hai xe anh chị. Một xe là bản 1.6, là xe này em đang giới thiệu anh chị mình, đời 2015 số tự động, đang được bên em bán với giá là 370 triệu. Và một xe còn lại là cũng màu đỏ luôn, mà là bản đặc biệt 2.0 đời 2014, cũng giá là 370 triệu luôn. Ở anh chị mình á thích mà cái bản 1.6 đời 2015 thì xe này, còn anh chị mình á thích đồ chơi đầy đủ, giống như là cửa sổ trời nè, rồi ghế chỉnh điện, rồi hệ thống lẫy số này kia, đồ đi đường xa cho nó mượt mà, thì tìm hiểu cái dòng 2.0 của anh Ngọc đang đi anh chị ha. Dạ em chào anh Luân Nguyễn. Bên mình có Ford Everest đời cao, số sàn màu đen. Hiện tại Ford Everest hiện tại là bên em chưa có rồi anh chị ơi. Cái dòng đó là cũng khá là ít về anh chị. Dạ rồi, cảm ơn anh An Thái Minh á, để hôm nào lên xem Etiga. Dạ vâng anh, nhưng mà để trước khi lên á, anh An Thái Minh gọi cho em biết trước cái đi anh Thái Minh ha. Tại nhiều khi á xe á, thứ nhất là còn hay không em sẽ báo anh, và cái thứ hai mà có mẫu mới nào nữa về em sẽ báo cho anh biết luôn, để anh gọi là tiện sắp xếp chủ động hơn anh Minh ha. Đó, bây giờ là còn nguyên một dọc bên đây là mấy chiếc này là em dành cho đi gia đình hết luôn nè anh chị. Thương hiệu thì Kia, xe thì đẹp, đồ chơi ở trong option thì đầy đủ cho mình đi gia đình luôn. Đó, hồi nãy là Kia K3, còn bây giờ là Kia Rio anh chị ha. Xe này á thì đời 2014, form dáng hatchback, nên á mấy chị nữ á mà mới lấy bằng lái mà học cái bằng mà số tự động mới chạy được á thì có thể tìm hiểu mấy cái dòng này, đi gia đình nó cũng rộng rãi mà cái bằng lái mình nó cũng phù hợp anh chị ha. Đó, xe này thì Kia Rio anh chị ha, số tự động, form dáng thì hatchback, trang bị cửa sổ trời. Đời xe thì 2014 anh chị, đang được bên em bán với giá là 325 triệu cho mình. Cũng còn bớt lọc, bao rút hồ sơ gốc, bảo hành đầy đủ cho mình anh chị. Có anh Thi Nguyễn anh comment nè. Dạ, cảm ơn anh Thi Nguyễn quan tâm chiếc Rio hatchback ha. Anh bây giờ á, cái quan trọng là vậy nè, bây giờ anh sắp xếp thời gian đi. Anh đến bên em, anh trải nghiệm xem chiếc xe thật sự phù hợp với mình hay không đi. Còn cái giá cả, cái bớt lọc á, cái bớt lọc ở đây á, trình bày với anh chị mình luôn á, là nó không có một cái quy định nào hết. Cái quan trọng là anh chị mình á, đến qua hai bên mua bán trao đổi vui vẻ, rồi anh chị thật sự cần chiếc xe đó thì cái lọc ở đây là bên em luôn luôn cân đối. Cân đối làm sao mà cho phù hợp hết sức có thể. Thậm chí là ví dụ như thay vì mình nói dùng từ lọc lái sang cổ đi, dài 3 triệu á, nó không quan trọng. Còn anh chị mà thực sự phù hợp rồi á, chốt xe em hỗ trợ bao ra tên cho anh chị vẫn được, để anh chị mình không phải lo lắng về cái bằng mà giấy tờ ra biển số mới đâu ha. À, anh chị đang xem là chiếc Kia nữa anh chị. Đây là Kia Forte bản sedan. Forte thì được thiết kế cũng khá là ấn tượng, đẹp. Tuy là đời thấp thôi nhưng mà thiết kế nói chung là đẹp. À, và giá tiền thì xe này được bên em đang bán là 298 triệu anh chị. Số tự động, cửa nóc nha anh chị nha. Máy 1.6 2013 nha anh chị. Đó, số tự động. Form dáng khá là thể thao nha anh chị. Dạ, em chào anh Nguyễn Tiến Sĩ, quay chi tiết chiếc 2.0 nha anh. Dạ, chiếc xe đó thì anh Ngọc anh đang đi, nhưng mà hồi sáng này là anh nhờ mấy anh em đi bảo dưỡng chăm sóc xe cho ảnh rồi anh Tiến Sĩ ơi, nên có một cái clip chi tiết luôn em chia sẻ về xe đó đó. Anh lên anh xem video là thấy đầy đủ hết luôn anh Tiến Sĩ. Cái xe đó là anh cũng chạy anh đến 3.000 cây số rồi. Nhưng mà đó, giờ anh em thấy là anh cũng muốn chán hay sao rồi đó. Cũng hơi chán chán nhưng mà đang đi bảo dưỡng. Dạ. Đó, xe nào cũng phải anh chị.
cứ là mình chạy á, mình cảm thấy là những cái nào mình không hài lòng á là mình cứ phải đi chỉnh sửa và coi như là bảo dưỡng để cho chiếc xe mình đi cho nó ngon lành à. Còn anh chị đang xem cũng là Toyota. Thường á là bên em mà mua những cái dòng xe mà gọi là quốc dân, những cái dòng xe mà được nhiều anh chị lựa chọn nhất đó. Như mấy cái chiếc dòng xe này á, thì phải nói anh chị là khá là bền ha anh chị. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 26, rất là dài à. Đây là một chiếc xe nhập Indo nha anh chị nha. Vigo, Toyota Vigo số tự động, máy có 1.2 thôi, rất là tiết kiệm luôn. Dòng này chỉ có tiêu tốn khoảng chừng 5 đến 6 lít trên 100 cây thôi. Giá thì bên em đang bán là 285 triệu. Có Innova không à? Tài chính nói chung là Innova thì nó có nhiều lắm, nó có nhiều dòng lắm, từ đời 2006 cho đến 2010 mấy, cho nên là nó cũng rất là nhiều dòng xe. Mà giá tiền như cỡ 300 thì nói chung là có, bên em hiện tại đang có luôn Innova rất là nhiều nha. Rồi tiếp tục qua bên này đi, Vigo anh chị nha, máy 1.2. Rồi qua bên này thêm chiếc nữa đó. À, bên mình còn hình như là 3 chiếc là không? 3 xe lượt anh. Đó anh chị thấy nè, xe thì đời 2011. Nếu mà tính theo cái đời xe á thì có thể á, là mình sợ là hơn 10 năm, mười mấy năm thì xe nó cũ. Nhưng mà thực tế nếu mà tính theo cái giá trị xe, anh chị biết thời điểm mà xe này mà lăn bánh là tầm tiền tỷ đó anh chị. Chất lượng thì không phải chê rồi, phân khúc ở hạng D luôn anh chị mình biết. 8 túi khí, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, mâm đúc 4 tháng đĩa đầy đủ hết ở trong option, anh chị thấy không? Cực kỳ sang trọng luôn. Xe thì đời 2011 anh chị ha, đang được bên em bán với giá là 360 triệu. Cũng có bớt lòng cho anh chị mình, mặc giả là bao ra tên cho anh chị mình luôn. Anh chị mình cứ thích xe nào anh chị mình cứ tới trực tiếp đi, rồi cái là mình trải nghiệm, mình chạy thử coi là nó có ưng ý hay không ha, để mình chọn. Còn cái dòng xe này thì nó thuộc cái phân khúc hạng D rồi, cho nên là khá là đậm chắc, cách âm cũng tốt và sát xe nặng, cho nên là đi cao tốc rất khá là đầm anh chị ha. Rồi tiếp tục qua bên này đi. Xe thì hiện tại là tất cả xe đều có video chi tiết hết ha anh chị, nên trong cái buổi live này á là mình quay hơi nhanh một tí xíu để chủ yếu là mình báo giá tổng bãi cho anh chị biết được là hiện tại là đang có xe tầm chị giá mình. Đó Vigo này thì khách cọc rồi anh ạ. À, cọc dạ rồi. Khách cọc rồi, chuẩn bị lấy xe anh. À, đang đó. Dọn dẹp lại là khách lấy. Còn chiếc này dạ xe này thì cũng khách cọc từ xa luôn rồi anh. À, chuẩn bị giao về An Giang luôn anh. Rồi ok dạ. Ok đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều, nói chung đã tin tưởng là ở xa cũng cọc. Nói chung là anh chị ở các tỉnh nếu như mình không có thời gian mình đi tới ha, thì anh chị cứ alo cho bên em đi, bên em sẽ giao xe tới tận nhà luôn, không cần coi gì ở đây hết, em giao tới tận nhà, cam kết rõ ràng không đúng xe thì bên em quay đầu xe trả đủ tiền cho anh chị. Thì cái dòng Kia Carens này cũng là 5+2 luôn chị, nhưng mà xe này là xe số tự động. Xe số tự động thì sẽ trang bị cửa sổ trời nè, rồi bản 2.0 thì sẽ có ghế chỉnh điện luôn. Xe thì đời 2011 đang được bên em bán với giá là 275 triệu đó. Không thích Innova thì có Carens, còn mà không thích Carens thì có Innova ở cái tầm giá mà 200 mấy chục triệu là mình có xe đi gia đình rồi anh chị ha, 7 chỗ. Dạ em chào anh Phú Vlog, anh kêu là có chiếc nào mà 60 triệu, 60 triệu mình còn không ta? 60 triệu hiện tại thì khách lấy rồi anh, bây giờ mình còn lanh quanh cũng khoảng tầm 50 mấy triệu ngoài. Nhưng mà những cái dòng tập lái đó thì anh chị mình á cố gắng sắp xếp thời gian đến bên em đi. Tại vì xe về em đã kiểm tra xong hết rồi, nhưng mà anh chị đừng có thấy rẻ quá rồi ham, rồi kiểu như là mình chốt từ xa nhiều khi lại không có chiếc xe vừa ý. Cứ đến đi, rồi cần hỗ trợ, cần chỉnh sửa chi tiết gì thì bên em sẽ hỗ trợ hết cho mình. À, anh Phú Vlog ơi, anh kết nối Zalo đi, có gì là em gửi hình ảnh cho anh xem ha, mấy cái mẫu xe mà giá tầm trung dưới 100 triệu để cho anh tham khảo. Đó, còn cái dòng Carens này anh chị nào mà phù hợp thấy ưng ý thì mình có thể là chọn ha. Nó là một chiếc xe 5+2. Rồi tiếp tục qua bên này đi. Đó, nãy em Huy mới chia sẻ anh chị mình 200 ngoài, không thích Carens thì có Innova, không thích Innova thì có Carens. Như xe này á thì đời 2007 anh chị, nhưng mà là Innova G. G thì sẽ có hai dàn lạnh zin và thắng ABS, kèm theo đó là cảm biến lùi. Thì đang được bên em bán với giá là 225 triệu anh chị. Đó, nếu anh chị mình thích Innova mà tài chính mình có hơn 200 triệu xíu, kiếm mấy cái dòng G đi cho mình yên tâm hơn anh chị. Đồng ý là xe bản Z giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, khoảng tầm 150-160 thôi. Nhưng mà anh chị cũng biết mấy xe đó thì trước đó có chạy dịch vụ rồi, nên nó sẽ không có còn đẹp mượt mà như những chiếc này, với điều kiện tài chính mình đang đâu đó khoảng 200 hơn tí xíu.
xe thì màu đen đó, có nhiều anh chị chia sẻ thích màu đen, cái là trước đó là xe đi gia đình nên không có chạy dịch vụ. Đó cũng là những cái kinh nghiệm mà trong cái vấn đề mà mình tìm hiểu xe đã qua sử dụng anh chị ha. Có anh, em chào anh Nguyễn Quốc Huy, dưới 200 có xe nào gia đình bền không? Dạ, nói chung là tất cả các cái dòng xe hay là thương hiệu xe, xe sản xuất ra là đều đạt chuẩn hết anh. Nói chung là phải đi được, phải vận hành được và phải bền. Còn cái vấn đề thì mỗi thương hiệu nó có một cái điểm mạnh và mặt hạn chế khác nhau. Nên á, tầm giá mà anh đang cần dưới 200 triệu là bên em vẫn có xe. Cái quan trọng là anh đang cần mấy chỗ, rồi anh cần số sàn hay số tự động, và hai nữa là gia đình mình á sắp xếp thời gian đến trực tiếp bãi xe bên em để trải nghiệm. Có nhiều anh chị chia sẻ đi đến đây mà thử xe rồi mà không mua thì ngại quá. Nói chung là đừng bao giờ suy nghĩ là ngại anh chị á, anh chị đi hàng trăm cây số tới đây được mà. Còn bên em bán xe là chỉ sợ là không có anh chị tới thôi, chứ có anh chị tới là cứ kiểm tra thoải mái. Rồi xe này anh chị đang xem là Toyota Vios anh chị ha. Vios là hiện tại là đời 2017 là em có, và đời 2022 số tự động bản G em cũng có luôn anh chị. 2017 hồi nãy số sàn là 315 triệu, còn cái này 2017 số tự động anh chị thì đang được bên em bán với giá là 355 triệu anh chị ha. Đó, thích số sàn có số sàn, thích số tự động thì cũng có số tự động. Dạ anh Phú Vlog ơi, ok anh luôn, không biết là anh ở tỉnh nào nha. Nếu mà anh cứ vô đi là em sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Nói chung là chỗ em thì cũng rất là dễ tìm thôi. Anh chị nào mà xa mình không có, mình đi xe ngoài á, anh chị cứ ghé bến xe miền Tây là em sẽ có người ra rước anh chị luôn. Từ ở đây mà ra bến xe miền Tây em chỉ có khoảng đâu đó là 5-6 cây thôi. Đó anh chị mình đang xem là cái dòng mà Kia Morning anh chị ha. Xe này từ số tự động này, nhỏ gọn, em dành cho chị mà mới lấy bằng rồi nè, hoặc gia đình mình ít người, đi nhỏ gọn cho tiết kiệm nhiên liệu mà vận hành cho nó dễ dàng anh chị ha. Xe này từ đời 2016 anh chị, và là chiếc xe Morning số tự động bản SI, nên đang được bên em bán với giá là 255 triệu cho mình. Dạ em chào anh, máy nông nghiệp kêu là có Accent 20 không? Accent 2020 thì hiện tại là em chưa có, em đang có một chiếc Vios 2022 hả? Số tự động. Số tự động 2022. Dạ. À, bạn G luôn. G. À, giá là bao nhiêu ta? Quên rồi. À, mình đang bán giá là 490 anh, nhưng mà anh chị lên xem là bớt lọc cân đối, bớt lọc cho anh chị mình tiếp tục nữa. À, anh chị tiếp tục là đang xem một chiếc xe Toyota nữa ha, Vigo nữa. Vigo là em đang có là còn hai chiếc nha, một chiếc là màu đỏ và một chiếc là màu bạc như thế này. Anh chị nào mà đang cần chiếc xe nhỏ gọn mà tiết kiệm nhiên liệu đi lòng vòng ha, che mưa che nắng thì có thể là chọn những mẫu xe như thế này, khá là bền bỉ. Đó, cái dòng này thì Vigo đời 2019 anh chị, xe số tự động đang được bên em bán với giá là 285 triệu cho mình anh chị ha. Dòng này thì Toyota thì nổi tiếng là bền bỉ rồi anh chị. Dạ anh Phú Vlog ơi, ok anh luôn, anh cứ lên xem xe đi, ưng được chiếc nào đi rồi có thể là nếu mà một là mình chạy về, còn không là em giao ra tới nơi vẫn được bình thường. Đậu vô. Có chiếc Crew nó có hay lội vặt như Avel không ạ? Crew á thì nói chung á, Crew với Avel nó cũng là một hãng, nhưng mà hai cái dòng này thì phải nói với anh chị là bảo dưỡng sẽ nhiều hơn, nó cũng ngang ngang như nhau á, nhưng mà nếu như cái đời nó cao á thì nó đỡ hơn xíu, còn cái đời nó thấp á thì nó sẽ là coi như là cũng hay lỗi, nhưng mà có cái là mình chăm sóc thôi, mình đi mình chịu khó là bảo quản với là giữ gìn, thứ hai là chịu khó là bảo dưỡng xe định kỳ thì chắc chắn là sẽ là ok thôi. Đó, Crew 2012 anh chị ha, giá mềm luôn 205 triệu, anh chị lên đi em bớt lọc chẳng còn 200 triệu cho mình luôn anh chị ha. À, phân khúc hạng C luôn đó, như mấy cái chiếc xe này anh gì, Phạm Trung anh thấy không? Giá tiền nó rất là phù hợp đó, thì cho nên là những cái dòng xe này là thường là người ta là chạy là người ta đi gia đình không, cho nên là chăm sóc cũng khá là kỹ, nhưng mà có cái là lâu lâu mình đi bảo dưỡng thì nó vẫn ok bình thường.
nhưng mà được có cái là giá tiền phù hợp, phong dáng đẹp mà phân khúc hạng C. Rồi tiếp tục là một chiếc Innova màu đen. À, anh chị ha, Innova, anh chị nào mà đang cần một chiếc xe mà 7 chỗ ngồi về đi gia đình ha, mà rộng rãi thoải mái mà bền bỉ á, mà giá tiền lanh quanh 200 hơn 200 xíu thì anh chị có thể là chọn những chiếc này. Đi rộng rãi, che mưa che nắng. À, giá chỉ có là 245 cho chiếc này anh chị, đời 2008 mà, máy 2.0. Innova thì mức tiêu hao nhiên liệu anh chị biết rồi, nó là rơi vào khoảng là 10 lít ha, trung bình là 10 lít thôi, còn tùy anh chị chạy cái cung đường nào thôi. Đó, Innova này còn rất là nhiều anh chị ha. Còn lúc đầu video á, là có một anh á, chia sẻ là tìm xe mà dưới 200 triệu, lanh quanh 200 để chạy ráp. Đây nè anh chị, đây anh Trung Kiên nè, anh kêu Avel nè. Đó, Avel. Thì nói chung á, là nó lộ hay không á, là cũng tùy thuộc vào cái thời điểm. Và cái thứ hai á, là cái xe mình có giữ kỹ hay không thôi. Nếu mà mình đi mà mình giữ kỹ á, mà chất xe còn đẹp á, nguyên hiện trạng á, thì nó lộ cũng không có mất bao nhiêu hết, khoảng chừng đâu đó là 30 tùy theo thôi, với lại cái giá thị trường á, tùy lúc nữa. Đó, xe này thì đời 2018 anh chị ha, đang được bên em bán với giá là 205 triệu. Đó, cũng còn bớt lọc cho anh chị mình. Còn anh nào mà tìm tầm tiền 205 chắc lên chắc chừng 190 cũng bán luôn. 190 bán luôn anh hả? Ừ. Rồi, nóng hổi luôn anh ơi. 2018 anh. À, 2018 nè. Đó. Anh chị cứ lên xem xe đi, đó là em bán. Đó, anh chị nào mà 2018 nè, vô ráp được nha. Đó, anh chị nào mà thành phố Hồ Chí Minh này cần chiếc xe mình chạy ráp á, trong cái thời này khó khăn này á, thì anh chị mình liên hệ đi, để em bớt mạnh tay cho anh chị sở hữu luôn. Rồi, tiếp tục mình qua bên kia đi. Sao hôm nay bãi xe vắng vậy? Dạ, mấy anh em chắc đang lấy xe đi kiểm tra rồi anh. Đây Fortuner rồi cũng còn tập lái đây nè, tập lái này thì Fiat thì lanh quanh đời 2003 thì lanh quanh khoảng hơn 50 triệu thôi. Nhưng mà anh chị cứ đến kiểm tra chất lượng xe anh chị ha. Đó. Mình cứ đến thực tế đi anh chị, và cái hai mình phải tham khảo. Đó, cứ tham khảo kỹ để mình chốt ha. Vậy. Đó, Karen á thì số tự động hồi nãy là em còn 211. Bây giờ là em còn 2010 luôn nè anh chị. Đó, anh chị thấy không? Số tự động xe này thì giá thì 255 triệu thôi anh chị. Giá mềm hơn một tí. Anh chị nào mà có tài chính lanh quanh đó thì để mình dễ cân đối anh chị ha. Đó, cái dòng này thì chia sẻ rất là nhiều video về xe rồi. 5+2 2.0 cửa sổ trời, ghế chỉnh điện đầy đủ cho mình hết luôn anh chị ha. Hiện tại là bên em cần nhập rất là nhiều xe ha, bãi xe cũng đang trống quá rồi. Anh chị nào mà có xe mà không sử dụng đến đó, alo trong đây, bên em sẽ tới tận nhà thu mua luôn. Và cái thứ hai, anh chị nào mà có, ví dụ như bạn bè anh em có người thân bán xe, anh chị cứ giới thiệu cho anh em đi, thì được, nếu được thì em cũng chi hoa hồng cho anh chị ha, 5-3 triệu gì đó. Cho em xem 7 chỗ đi anh, 7 chỗ anh thích là dòng gì ha, bên em nhiều lắm, nó Innova nè, hoặc là Suzuki Ertiga nè, rất là nhiều, hoặc là coi như Kia Karen, khá là nhiều dòng luôn. Đó. Anh chị nào cứ cần xe gì anh Thành Long ơi, anh kết bạn Zalo bên em đi, qua hai số hotline bên em đi, rồi cái sau đó cái là em gửi hình ảnh chi tiết cho anh xem từng mẫu xe một. Innova nữa nè anh chị ha, Innova này form dáng mới nè, đời cao luôn mà giá tiền thì chỉ có 325 triệu thôi, đời 2016. Thì anh chị mình cũng biết rồi, trước đó là chắc chắn xe có chạy dịch vụ rồi, nhưng mà đã kiểm tra chất lượng, test máy móc gầm bệ và các cái chi tiết trong xe hết, nên anh chị mình yên tâm, cam kết bảo hành đầy đủ cho anh chị mình hết. À, 2016 325 triệu mà còn ghế nỉ zin luôn nè anh chị, nội thất ở trong rất là đẹp cho mình luôn. À, chị mà thích đời cao mà giá tiền lanh quanh hơn 300 triệu tí xíu là cũng có xe luôn anh chị ơi. Đó, form dáng thì rất là đẹp anh chị ha. Đó, Innova 2016, xe có chạy dịch vụ 325 triệu. Và tiếp tục em cũng còn Innova luôn anh chị ơi. Nhưng mà Innova này á là xe đời 2010. Xe số tự động, hiện tại Innova số tự động là bên em còn hai xe, một xe là đời 2008, 285 triệu. Và xe này là đời 2010, 305 triệu. Số tự động thì dành cho chú bác đâu có tuổi rồi, thích đi xe số tự động cho nó khỏe, mà xe thì rộng rãi thoải mái anh chị ha. Xe trang bị màn hình đầy đủ cho mình, camera hành trình đầy đủ hết luôn.
Đó, nội thất ở trong cũng đã kiểm tra hết rồi anh chị. Tất cả cái xe về mà khi mà có giá cả báo cho anh chị mình là đều đã được bên em kiểm tra máy móc gầm bệ và các cái chi tiết theo xe hết rồi. Nên anh chị mình á mà thấy xe mà giá cả phù hợp á thì chỉ cần sắp xếp thời gian thôi, đến chốt xe là nhận xe ngay trong ngày cho mình luôn anh chị ha. Innova là còn quá trời Innova luôn. Đây. Đó, hiện tại á, là bên em cũng mới về một chiếc xe Avel này luôn nè anh chị. Xe này thì em dành cho anh chị mình á, tài chính đâu đó khoảng tầm 170-165 đi. Có một cái chiếc xe Avel mình đi gia đình trước, che nắng che mưa. Rồi sau đó muốn nâng cấp lên đời thì bên em vẫn bao quay đầu cho anh chị mình luôn. Đời nhiêu ta? Đời 2016. 2016 luôn anh. Đó. Chiếc này là đời 2016 ha, giá khoảng chừng đâu đó 165 ha. Còn hiện tại đang có một chiếc nữa là 2018, giá là 205 nhưng mà chắc cỡ là 190 cũng bán anh chị. Giờ anh chị mà thích xe nào thì cứ tìm hiểu và sắp xếp thời gian cứ lên đi. Quay những dòng xe khác đi, Innova ghét lắm. Anh thành mong. Nói chung là mọi người sẽ có một cái sở thích anh chị. Đó, có người là thích là Innova nồi đồng cối đá bền bỉ nhưng mà cũng có người là không thích lắm, tại vì cái form dáng của Innova thì nó cũng là thông thường thôi, chủ yếu là để là nó bền bỉ và đi gia đình rộng rãi thôi. Còn có những cái dòng xe khác thì nó sẽ đẹp hơn, nói chung là tùy. Thì chút xíu là em sẽ quay qua anh kia quay lại cho anh chị xem ha. Cái chiếc này là bán chưa? Chưa anh, xe này thì Fortuner màu xám lông chuột đời 2010, máy xăng, tự động hai cầu luôn, thì đang được bán với giá là 355 triệu, mà còn bớt lọc khi anh chị mình chốt xe, máy xăng bản V ha. Và đây, Innova là còn nữa, Innova nhiều lắm anh chị ơi. Bây giờ xe này thì đời 2006 nè, bản G nè anh chị. Dành cho anh chị mình tài chính đâu đó loanh quanh 200 triệu là mình có xe. Xe này thì đang được bên em bán với giá là 210 triệu. Nhưng mà cứ đến xem xe đi em bớt lọc cho anh chị mình. Innova mà tầm tiền 200 trở lên là anh chị đã có xe rồi. Rồi, tiếp tục mình đi qua bên kia đi. Dạ. Mình quay lại bên kia đi, quay có hai cái mẫu xe 7 chỗ cho anh Thành anh xem. Còn đây, ví dụ như anh Thành ơi, nếu mà như 7 chỗ thì nếu mà không thích Innova thì có hai dòng này. Đó, có hai dòng này. Đó. Dạ. Kia, đó, Kia cũng đẹp, con dáng đẹp. Cũng 7 chỗ ngồi. Hai chiếc này em báo cho bao nhiêu, giá bao nhiêu à? Hiện tại chiếc xe này á, là đời 2017 anh chị. Giá tiền á, thì 345 triệu số sàn. Và chiếc xe bên đây á, là đời 2019, giá tiền là 380 triệu số sàn. Đó, hơn 300 tí xíu thì chọn 2017 đi cho khỏi gồng gánh tài chính. Mà dưới 400 tí xíu thì lấy 2019 đi cho xe đời cao hơn tí xíu anh chị ha. Dạ, chào Mỹ Hồng, kêu là hẹn qua năm mình đến. Do tài chính giờ chưa đủ, đúng rồi chị, cứ để khi nào tài chính đủ đi mình mua. Chứ giờ mà coi như là đi mua góp, mua này mua kia nó cực lắm, mai mốt là trả cũng phê lắm. Em hiện tại em bán xe, khách hàng mà tới bán xe em, mấy cái xe mà trong ngân hàng rất là nhiều luôn. Có 200 triệu mà mua xe 7-800 triệu và chạy đến hồi khi mà anh chị biết không, cứ một tháng đóng 7-8 triệu đó. Có lúc làm được thì muốn nói rồi, những cái tháng mà không làm được á, gồng gánh rất là cực. Cho nên là tài chính mình vừa phải mình chơi thôi, chơi đến khi nào mà cảm thấy có đủ điều kiện mình nâng cấp, đó là chuyện bình thường anh chị. Thì hồi nãy giờ em với cùng Huy là báo giá toàn bộ bãi xe bên em, anh chị nào cần những chiếc xe nào alo cho bên em sẽ coi như là tư vấn cụ thể cho anh chị. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Chào và hẹn lại anh chị, bye bye.